Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Vào ngày 11 tháng 11, nguồn năng lượng vĩ đại của vũ trụ rung động rất mạnh mẽ. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về cách để chúng ta thu hút những điều tốt đẹp từ nguồn năng lượng vĩ đại này. Và trong những video trước, Quốc Anh cũng đã chia sẻ về dãy số thiên thần 1111. Các bạn có thể lắng nghe lại để có thêm thông tin về dãy số đồng bộ này. Tháng 11 luôn là một tháng đặc biệt vì nó nắm giữ sự rung động của con số 11. Con số 11 được liên kết với các cảnh giới cao hơn, thần thánh và thức tỉnh tâm linh. Nó cũng thể hiện sự phù hợp hoàn toàn với con người thật và cao nhất của bạn. Con số 11 cũng là lời nhắc nhở chúng ta. Mặc dù chúng ta dường như là những cá thể riêng biệt, nhưng chúng ta thực sự kết nối và là một phần của một tổng thể lớn hơn. Điều này được thấy trong số 1, được lặp đi lặp lại 2 lần. Và thực tế là khi các chữ số được cộng lại với nhau, 11 lấy 1 cộng 1, chúng ta có 2. Chúng ta là 1, nhưng chúng ta cũng là 2. Tất cả chúng ta gọi chung là vũ trụ, thể hiện mình là con người. Chúng ta có ý thức đi vào cuộc sống, và trong khi tất cả chúng ta đều có con đường của mình, chúng ta cũng được kết nối và trên hành trình này cùng nhau. Con số 11 cũng là một con số liên quan đến cảnh giới cao hơn. Ngay cả bản thân con số 11 cũng giống như 2 cột trụ hay 2 cánh cổng giữa thế giới này và thế giới tiếp theo. Trong suốt tháng 11, chúng ta có thể chạm vào những rung động cao hơn và tiếp cận các cõi thần thánh một cách dễ dàng hơn. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều tiến bộ hơn thông qua thiền định, dành thời gian trong thiên nhiên, viết nhật ký và tập trung vào lòng biết ơn. Mặc dù tất cả tháng 11 đều chứa mã số đặc biệt, nhưng đây là một số ngày đặc biệt hơn. Ngày 1 tháng 11, mã số cho ngày này là 111, cũng là một dãy số thiên thần. Dãy số thiên thần 111 biểu thị rằng các thiên thần hộ mệnh và người hướng dẫn tinh thần của bạn đang ở bên cạnh bạn và gửi đi những tia bảo vệ theo cách của bạn. Khi bạn nhìn thấy số 111 thường xuyên, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang nhận được sự hỗ trợ của thần thánh và các thiên thần của bạn đang tìm kiếm bạn. Nó cũng chỉ ra những sự kiện định mệnh hoặc những gì bạn đang trải qua là một phần của vận mệnh linh hồn của bạn. Dãy số thiên thần 111 làm tăng khả năng của chúng ta để biểu lộ và lấy mọi thứ từ trái tim và tâm trí của chúng ta và đưa chúng ra thế giới. Các năng lượng của dãy số 111 cũng hướng dẫn chúng ta kết nối và hài hòa tâm trí, cơ thể và tâm hồn. Hãy tạm dừng một chút và cảm nhận cảm giác bên trong cơ thể bạn. Hãy tự hỏi bản thân, cơ thể tôi cần gì? Sau đó hãy hỏi, tâm trí tôi cần gì? Và một lần nữa, hãy tĩnh lặng khi bạn chờ đợi câu trả lời phát sinh. Và cuối cùng, hãy tự hỏi mình, tâm hồn mình cần gì và lắng nghe những gì được chia sẻ với bạn. Lắng nghe là một công cụ mạnh mẽ. Vì vậy, đặc biệt vào ngày này, hãy chắc chắn rằng bạn đang lắng nghe cả thế giới bên trong và bên ngoài của mình. Ai biết bạn có thể nhận được những thông điệp và hiểu biết sâu sắc nào? Ngày 11 tháng 11 là một ngày đặc biệt cho rất nhiều người. Ngày này mang mã số thiên thần 1111, là dãy số quyền lực trong chiêm tinh học và cũng là con số thiên thần. Nếu có điều gì đó bạn muốn thể hiện hoặc một điều ước bạn muốn thực hiện, đây là ngày để thiết lập dự định của bạn. Dãy số 1111 nâng cao khả năng sáng tạo và để lại dấu ấn của chúng ta trong cuộc sống. Nó cũng chỉ ra rằng chúng ta hoàn toàn hài hòa và phù hợp với thiên nhiên.
Từ trạng thái liên kết này, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thấy có nền tảng và kết nối với cuộc sống của chúng ta ở đây trên trái đất, cũng như với sự kỳ diệu và trí tuệ của các cõi cao hơn. Ngày 11 tháng 11 cũng là một ngày cực kỳ mạnh mẽ để mở rộng trái tim của bạn và tăng cường năng lượng cho trường tim của bạn. Nếu bạn cảm thấy bị chặn khi nói đến các vấn đề của trái tim, hoặc nếu bạn đang đấu tranh để kết nối với mong muốn của trái tim, hãy đặt ra ý định và nhờ các thiên thần và hướng dẫn của bạn hỗ trợ bạn giải phóng bất kỳ khối nào không còn cần thiết. Trong suốt cả ngày, hãy cố gắng ý thức giữ cho trái tim mình rộng mở và rung động trước tình yêu thương, sự thấu hiểu, sự tha thứ và lòng trắc ẩn, đặc biệt là đối với bản thân. Và các bạn có thể lắng nghe lại video Quốc Anh đã chia sẻ về cách thiền luôn xa trái tim để có sự cộng hưởng tích cực. Nếu có một điều gì đó bạn muốn rút ra, thể hiện hoặc tạo ra, thì đây cũng là một cơ hội tốt để bạn có thể cầu nguyện và dùng những lời khẳng định tích cực, thiền định để có thể giải phóng bản thân và chuyển hóa những rung động của bạn. Hãy nghĩ về điều gì đó bạn muốn tạo ra và áp dụng vào cuộc sống của mình. Sau đó thực hiện các bước sau đây để giúp bạn biến nó thành hiện thực. Bước 1. Bắt đầu viết tự do trong vòng 11 phút về tất cả những điều mở rộng trái tim bạn và mang lại cho bạn niềm vui trong cuộc sống. Điều này có thể bao gồm những điều hiện đang mang lại cho bạn niềm vui, hoặc những điều bạn muốn mang lại cho cuộc sống của mình trong tương lai. Hãy cho phép bản thân bạn viết bất cứ thứ gì và hãy giữ cho bút di chuyển. Bước thứ hai, xem qua những gì bạn đã viết và đánh dấu tất cả các hoạt động chính hoặc những từ cảm thấy nổi bật với bạn. Những từ và hoạt động này sẽ cung cấp cho bạn manh mối về nơi bạn cần tập trung năng lượng và thời gian của mình. Bước thứ ba, chọn 3 từ hoặc hoạt động mang lại cảm giác tốt nhất và gây ấn tượng nhất với bạn ngay bây giờ, và sau đó viết chúng ra một tờ giấy riêng. Bây giờ, đặt bàn tay của bạn trên trái tim của bạn và lặp lại. Tôi cho phép bản thân cảm nhận mỗi suy nghĩ và hành động của tôi. Tôi cho phép bản thân mang nhiều năng lượng này vào cuộc sống của tôi, bắt đầu từ hôm nay. Bước thứ tư, bây giờ hãy nhắm mắt lại và hình dung cuộc sống của bạn sẽ như thế nào khi bạn mang tất cả năng lượng tươi đẹp này vào. Nhìn thấy bản thân đạt được tất cả những gì bạn muốn và cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Thiền về điều này trong 11 phút. Bước thứ năm, với tầm nhìn của bạn trong đầu, hãy viết ra một ý định rõ ràng cho những gì bạn muốn thể hiện trong cuộc sống của mình. Cố gắng nắm bắt ngắn gọn những cảm xúc, tình cảm và những điều bạn muốn mang lại cho cuộc sống của mình trong một câu. Điều này sẽ giúp bạn gửi một điều ước rõ ràng đến vũ trụ. Sau đây là những ví dụ. Ý định của tôi khi tiến về phía trước là mang lại nhiều năng lượng thoải mái và bình yên hơn vào cuộc sống của tôi, để tôi có thể cảm thấy phù hợp và kết nối với con đường cao nhất của mình. Ý định của tôi trong tương lai là cho phép bản thân được chơi và cảm thấy trẻ trung và vui vẻ trở lại. Ý định của tôi trong tương lai là lắng nghe và tôn vinh trực giác của mình, để tôi có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp và mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Ý định của tôi trong tương lai là mở lòng đón nhận tình yêu mới và chia sẻ những kỷ niệm mới với người khác. Không có đúng hay sai khi nói đến ý định của bạn, chỉ cần cố gắng diễn đạt nó theo hướng tích cực. Một khi bạn đã có ý định của mình, hãy giữ nó ở nơi nào đó bạn có thể nhìn thấy nó thường xuyên. Bước thứ 6, đặt tay trong tư thế cầu nguyện. Cảm ơn nhóm thần linh của bạn và kết thúc bằng lời khẳng định. Tôi đang tạo ra cuộc sống trên con đường cao nhất của mình, nơi mọi mong muốn của tôi đều được thực hiện. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn.
Khi chúng ta khởi lên những rung động tích cực, những nguồn năng lượng tốt đẹp này sẽ cộng hưởng với năng lượng vĩ đại của vũ trụ. Và khi chúng ta có đức tin vững vàng, thì những lời cầu nguyện của chúng ta luôn được nghe thấy, luôn được dẫn dắt, bảo vệ và che chở. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể tương tác trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage Swinflame 1177 Linh Hồn Song Sinh mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.